Xin chào mọi người, hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một căn nhà mà chủ đang kêu bán nữa, cũng ở ấp 2 xã Hữu Thạnh luôn ạ. Đây đường lớn nha, em chuẩn bị đi, trên đường đi vô cái nhà đó. Đây đường lớn nha. Đây nè, ống người ta chuẩn bị bơm cát cho dự án. Trước em quay dự án này, dự án này là cái khu đất này, đang chuẩn bị làm dự án. Dự án khá là lớn, đất khá là rộng. Bị khởi công nha mọi người. Dự án này rất là lớn. Người ta đang để cái ống nước để chuẩn bị bơm cát vô cái dự án này. Cái nhà của mình bán thì cũng gần sát bên dự án luôn. Em đang đi trên đường vô nha. Cái đường vô trong hẻm, mà hẻm cũng khá là rộng, hẻm khoảng 3 mét nha. Giờ em đang đi vô cái nhà đó. Giá bán của căn nhà là 850 triệu. Có sổ hồng riêng, đất thổ cư 100% nha. Diện tích đất là 5 x 18 nha. Có cả nhà luôn. 5 x 18 m. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Em đang lên đường đi vô cái nhà đó. Đường lộ ở ngoài thì rất là lớn, đường 5 m nha mọi người. Nhà này thì mua ở hoặc cho thuê cũng được. Đây cái hẻm vô ngã ba, phải là cái hẻm vô nhà nha mọi người. Em đang đi vô cái hẻm. Đường này thì đá xanh khoảng 3 mét, xe hơi vô tới nhà được luôn đó. Cái nhà cách cái đường lộ chính khoảng 50 mét nha mọi người, không tới nữa, khoảng 30 mét. Đây đường này thì xe hơi vô được luôn, tại vì cái nhà nằm khúc ngoài. Em nhắc lại, giá của nhà là 850 triệu. 5 x 18 nha mọi người. Rồi, tới cái nhà lại. Đó, cái nhà khung sắt nha mọi người. Có cửa sắt. Đây, cái nhà đây nha mọi người. Nhà đây có sẵn nhà đâu mọi người, chỉ mua về là ở thôi. Nhà để em quay rộng góc rộng cho mọi người coi. Giá là 850 triệu nha mọi người. Cái nhà này, toàn bộ cái nhà này là ngang 5, dài 18. Nhà cấp 4. Em quay rõ nhà nha mọi người. Anh chị nào mua ở hoặc đầu tư thì liên hệ cho em sớm nha mọi người. Thì nhà ở đây người ta mua nhanh lắm, đất cái nhà khu vực nữa thì có nhiều cái khu, có nhiều dự án đang mở làm nên đất này nó lên nhanh á, nên là người ta mua nhanh lắm, giao dịch nhanh lắm, nên là anh em mua thì liên hệ nhanh để em dẫn vô gặp chủ nhà để mua. Em nhắc lại, cái nhà này là 850 triệu. Diện tích là 5 x 18. Thổ cư 100%. Nó ở ấp 2 xã Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An nha mọi người. Anh chị nào mua thì liên hệ qua số của em là 091 853 6568. Và anh chị nào đầu tư á thì nhớ đăng ký cái kênh của em để em cập nhật thường xuyên giá đất, chủ nhà bán, chủ đất bán. Đăng ký bằng cách là nhấn chữ đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải màn hình, để mà khi em làm video em đăng lên thì mọi người sẽ thấy đầu tiên nha, để mọi người mua nhanh. Thì đầu tư mà chớp lấy cơ hội là vàng. Chậm thì người khác lại mua vậy thôi. Rồi cái nhà này nha mọi người. Rồi em xin chào mọi người ạ.